Thưa quý vị, để thực hiện hiệu quả đề án xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị trên địa bàn thành phố đến năm 2025, thời gian qua Đà Nẵng đã chú trọng phát huy vai trò tự quản của người dân tại từng địa bàn khu dân cư. Thay đổi từ nếp nghĩ đến hành động, mỗi người dân thành phố dần ý thức rõ vai trò và trách nhiệm của bản thân trong việc chung tay xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị với việc triển khai nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Hình ảnh các em nhỏ mang những vỏ lon hay chai nhựa đã qua sử dụng đến điểm tập kết rác thải tái chế như thế này đã trở nên thân thuộc với người dân tại khu dân cư số 9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu. Được phát động từ tháng 6 năm 2021, mô hình điểm thu gom rác thải tái chế nhận được sự hưởng ứng đồng tình của người dân. Thay vì bỏ chung các loại rác thải sinh hoạt với nhau như trước đây, thì nay mỗi nhà đã ý thức phân loại rác thải tái chế đến điểm tập kết theo quy định. Nguồn tiền thu được từ những rác thải tái chế được dùng để gây quỹ giúp đỡ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Địa phương đây các cháu nhỏ cũng biết được có ý thức là những cái lon bia này, những cái rác thải giấy các em cũng tự mang đến bỏ. Trước tiên là mình giáo dục cho tuổi trẻ thanh thiếu niên để biết được cái ý thức đó. Còn đây là một buổi ra quân dọn vệ sinh môi trường của hội viên câu lạc bộ cựu chiến binh bảo vệ môi trường phường Thọ Quang, quận Sơn Trà. Cứ đều đặn vào mỗi sáng chủ nhật hàng tuần, các hội viên có mặt tại địa điểm tập kết để chung tay dọn vệ sinh. Mỗi người một việc, ai nấy đều vui vẻ khi được góp một phần công sức để làm sạch, làm đẹp cho các tuyến đường. Cũng mong muốn một điều là thông điệp đến mọi người dân là cùng nhau chung tay để bảo vệ môi trường cho nó xanh, sạch, đẹp. Gần đây nhất, các phường trên địa bàn quận Thanh Khê cũng đã triển khai đồng loạt mô hình tuyến kiệt hẻm văn minh an toàn. Mô hình đã tạo được hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Người dân khu vực nhiệt tình hưởng ứng, chung tay trang bị camera an ninh đến bình phòng cháy chữa cháy để góp phần đảm bảo an ninh trật tự. Người dân ở đây là rất hưởng ứng và cái công tác vệ sinh môi trường thấy tiến bộ hơn. Là thường xuyên buổi sáng ra ai cũng dọn sạch sẽ hết rồi ngăn nắp. Còn đi đấy dẫn đến cái tình trạng mà về an ninh trật tự cũng đỡ nhiều. Có thể thấy với nhiều cách làm thiết thực, người dân thành phố đã và đang góp sức để đề án xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị đạt hiệu quả cao. Khuyến khích vai trò tự quản, khơi gợi tính sáng tạo của nhân dân. Thời gian tới, các địa phương tiếp tục nhân rộng các mô hình hay tại cơ sở để nếp sống văn hóa văn minh đô thị thực sự trở thành thương hiệu của người dân thành phố biển Đà Nẵng.